Chiều 31 tháng 8, ban tổ chức cuộc thi Miss Hutech 2025 công bố mùa giải thứ 8 mang chủ đề Một vòng Việt Nam. Đây cũng là dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường đại học Hutech. Đáng chú ý, từ mùa giải 2025, vương miện dành cho những người đoạt giải cao nhất trị giá khoảng 1 tỷ đồng sẽ được trao luân lưu. Vương miện do nhà thiết kế Trần Thuận và nghệ nhân Kim Hoàng Nguyễn Văn Bốn thực hiện với sự tài trợ của nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng. Ban cố vấn của cuộc thi là giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, nhà thiết kế Việt Hùng, MC Quỳnh Hoa, bác sĩ Trịnh Vân Anh và biên tập viên Hồng Phượng. Các bạn sinh viên dự thi sẽ được các huấn luyện viên hỗ trợ. Trang phục đêm chung kết được thiết kế riêng, mang phong cách ba miền của đất nước. Trang phục đăng quang của top 3 cũng được thiết kế riêng biệt. Các thí sinh sẽ có phần thi trang phục dân tộc, được thiết kế bởi các nhà thiết kế trẻ tài năng. Ở mùa giải này, dự án thiện nguyện hoạt động vì cộng đồng được mở rộng hơn. Ngoài những hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi để hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương, thì top 30 nữ và 15 nam xuất sắc nhất cuộc thi cũng sẽ được về quê hương thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Nhà trường kỳ vọng thông qua sân chơi này sẽ tạo môi trường tốt hơn để sinh viên được rèn luyện các kỹ năng. Với sự hỗ trợ của nhà thiết kế Nguyễn Hùng thì chúng ta đã đi qua được 8 lần và đây là lần thứ 8 để chúng ta triển khai. Cái hoạt động này không chỉ là giúp cho các bạn khám phá đam mê của mình, không chỉ giúp cho các bạn rèn luyện, mà tôi cũng cảm nhận được là sẽ giúp cho các bạn tự tin bước vào những cái hoạt động nghệ thuật của mình một cách chuẩn chạc hơn, rèn luyện ngày càng phát triển hơn. Miss Hutech là cuộc thi dành cho sinh viên của Đại học Hutech diễn ra 2 năm một lần. Từ mùa thứ 6, cuộc thi bắt đầu có nam sinh tham gia. Nhưng vì thương hiệu cuộc thi nên chỉ giữ nguyên là Miss Hutech. Tên tiếng Việt của cuộc thi là Sinh viên tài năng thanh lịch Hutech. Sau khi nhập học vào đầu tháng 9, ban tổ chức sẽ bắt đầu thông tin về cuộc thi đến sinh viên.